Xin chào mọi người. A Chris Entertainment Channel. Ok, hôm nay lại là ngày thứ tư rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau hôm Chloe khoe mấy bạn coi hôm nay con có món đồ chơi mới nào vậy? And this is a frozen fridge. Wow. The fridge. Cái này là cái tủ lạnh nha. Tủ lạnh cho mấy bé rồi, con mở ra cho mấy bạn coi thử coi. Ok, mở ngoài sân nha. Ok. Không mở ở đây nhé. Ok. Đây là mua tại Funnyland. Tủ lạnh này, đồ chơi này là đồ chơi Hàn Quốc ha. Rất là đẹp. Được không? Có mẹ giúp không? I help you. Đây mẹ giúp con nha. No. And wow. Đâu có tủ lạnh đâu, còn để lên trên bàn cho mấy bạn nhìn đi. So heavy. Trời ơi, tủ lạnh đẹp quá. Rồi con bỏ cái hộp giấy xuống dưới đi, xuống dưới bàn đi. Ở lại. Bỏ cái hộp giấy á. Tóc bạn. Ừ, con bỏ cái hộp giấy xuống dưới giường đi. Xong mình để tủ lạnh lên mình chơi nha. Ok, I need the box. Ok, con mở cái hộp đó ra đi. Rồi cho hộp này. Give me another one. Ok, đây. Thank you. I could open this first. Rồi. What could it be? Rồi trong cái hộp đó có gì nha. Rồi con mệt đẩy xuống cho mấy bạn coi coi bên trong có gì. Bỏ đây. Không, không bỏ lên bàn á. Wow. Rồi coi có cái gì đây. I need another one. Okay. This is box. Oopsie box. Yeah. Cái này là gì đây Chloe? Mấy cái này là orange. À, nước ép nè. Nè, rồi cái này là gì? Bánh hot dog nè. Rồi cái này là cái gì đây? Nước đá trong đó nè. Rồi cái này là hộp sữa nè. Sữa nè. Rồi bánh pizza. Wow, rồi cái này còn có cái gì nữa đây? Cái này mình có gì đây? Wow. Đây là cái chung làm hey đó. Mommy. Hả? Hey mommy. Yeah. Yes. Wow, sticker. Okay. This is sticker too. Ừ. Rồi con bỏ cái tủ lạnh lên đây đi con, bỏ cái tủ lạnh lên trên bàn đi. Để cho mấy bạn coi nha. I need to put the sticker on. Rồi, để tủ lạnh lên, bỏ dán cái sticker lên. Ouch. Be careful. Rồi. I need to sticker this. Help me. Please. Okay. I need apple. Apple đâu, đưa mấy bạn coi apple của con đâu. Wow, sticker đẹp quá. Okay, rồi con muốn dán đâu lên cái tủ lạnh của con, dán đi. Rồi trong đây mình có mấy cái gì nha. Đây, mày chút mấy này ra. Đó. Rồi đây mình có này là gì đây, nước đá. I got the apple. Okay. Apple the way here. Đá. Đây nước đá nè. Đó. Làm đá. I need this one. Rồi coi bên đây mình có cái gì đây. Mommy. Sorry. This is egg. Yeah. I see an egg. Wow. There we go, there's your egg. Ok, rồi mấy cái đồ này là mình bỏ vô trong tủ lạnh đúng không? Đúng không? No, I need more. Mà bây giờ con làm cái gì ạ? I need stickers. Mình dán sticker lên đó hả? Yeah. Rồi, dán lên đi. This is so white here. Ok, dán ở đâu mà con muốn dán đâu cũng được. Rồi, cái tủ lạnh của con trang trí bằng mấy cái đó đẹp quá. This one is strawberry. Okay, strawberry là dâu đúng không? Trái dâu. This is gold. Yeah. Okay. Wow. Ôi, Chloe trang trí tủ lạnh đẹp quá. And ice cream tops. Okay. Rồi bây giờ mình bỏ cái coi trong tủ lạnh nó như thế nào nha. Đâu mở ra.
Đâu, xem qua đây cho mẹ coi với. Có cái bạn coi với. Wow, đâu bên trong tủ lạnh có gì? Wow. Có cái đèn đẹp nè. Ừ, wow, ôi tủ lạnh nhìn chắc trắng quá. And this đẹp apple goes right here. Okay. Rồi con bỏ mấy cái đồ ở trong bỏ vô tủ lạnh đi. À, apple là bỏ vô đó đúng không? And salad. Okay, salad bỏ vô đó. Có thể sẽ rồi. Wow, tủ lạnh nhìn đẹp quá. And rồi. This explodes back here. Okay. This is salad. À, cái đó là gì? Cái chai này là gì đây? It is a strawberry. Ah, strawberry. Rồi. And this milk goes back here. Vậy gì and I need orange. Orange, huh? How about this one? Okay. Rồi, cái gì nữa? Some this sauce is cái đó là gì á? This is the sauce of hot dish. Okay. Eggs. Eggs for egg? For the here. Oh, ở đây có chỗ để egg nha. Quá đẹp. And this goes in the bus. Trong đây hả? À, yeah. Có cái đèn trong tủ lạnh có đèn đẹp quá. It can be another one. It. This is goes there. Oh yes. I think so. Yeah. Another one. I should be the pizza. Mm. Wow. And fish goes right here. Okay. It goes right here. Too. Okay. Ủa cái đó là gì? Cái màu cái purple đó, cái màu tím đó là gì vậy? It's cho ice cream. Đâu cho mấy bạn coi với ice cream đâu? Con lấy ra coi. Kem đâu? Wow, cái kem. Ngon quá. Rồi. It's a popsicle. Okay, popsicle đúng không? Tên tiếng Anh gọi là popsicle hả? Yeah. Okay. And this what need? Cái gì nữa? Cái đó là gì vậy? Cục đá. À, cục đá hả? Cục đá bỏ đâu? This is here. Okay. Wow. Rồi, đầy chưa? Only all you want. Okay, vậy bỏ vô cái khay đá đi. Không, đầy lắm rồi con ơi. Ừ, bỏ vô cái khay đá. Rồi, cái khay đá nó đi đâu? Cái khay đá có cần phải bỏ vô tủ lạnh không? Đúng rồi, mình phải bỏ vô mình làm đá nha. Yes. Đúng rồi. Bỏ vô đây. Thôi, hết đầy rồi. Rồi, đóng tủ lạnh lại đi, con bỏ vô hết rồi đúng không? Vô cái bên kia nè, cái nắp bên kia nè. Ừ. Rồi. À bây giờ đâu? Bây giờ con bỏ cái ly đó vô trong đó rồi sao nữa? À lấy đá hả? Cái chỗ lấy đá hả? Xem qua cho mấy bạn coi với. Wow. I need one more in the fridge. Wow, đây mấy cục đá đây. There's one more. Wow, one more đâu? Yeah. Rồi. Oh. Doo doo. Okay. Wow. Rồi, bây giờ lấy cái chút đúng không? Lấy cái nước ép đúng không? Bỏ đá lấy đá xong rồi bây giờ mình làm nước uống. Mommy help me. Please. Con làm đi, con làm được mà, dễ mà. Mạnh ra. Mở mạnh ra. Đúng rồi, hay quá. Đầu cho mommy coi bên trong có gì đâu. This milk, strawberry and orange. Okay. I like this one. Yes. Oh, cái chai à, mở nắp chai ra đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi, chai rồi. Oh, strawberry à? Strawberry I like. Rồi, Khuy uống đi, Khuy khát nước rồi đó. No. Chứ ai uống, con làm nước Mommy. Mommy uống hả?
thôi mày uống nha. Wow, ngon quá. Rồi thôi bây giờ ở trong tủ lạnh mình có đồ ăn á, bây giờ con nấu ăn cho mẹ được không? Mẹ đói bụng quá à. Huy ơi, đói bụng rồi. Trời, tủ lạnh của con nè, có nhiều đồ ăn quá nè. Trời ơi, bây giờ con nấu đồ ăn cho mẹ đi. Đó. I put it in there. Put it. So, yes. Rồi bây giờ con nấu đồ ăn cho mẹ đi. Rồi nấu đồ ăn đi, nấu đồ ăn cho mẹ ăn đi nha. Đói bụng quá à nè. Rồi bây giờ lấy đồ ra nấu đi. Wait. That's a lot of. Bỏ nước vô không? Thôi không bỏ nước đâu con. Cái đó, cái đồ chơi này không có bỏ nước vô được nha. Sao? À. Rồi bây giờ Chloe lấy đồ ở trong tủ lạnh ra nấu ăn nha. Mẹ đói bụng quá à. Nấu cho mẹ đi. Giờ con định nấu gì? Ừ, apple ha. Wow, có cái bếp nè, cái nồi nữa. Nấu gì? Salad. Salad. And fish. Fish down. Fish is down there. Okay. Đó, đúng rồi. Milk. Cái muỗng không? Milk, okay. Nấu ăn là phải bỏ milk nữa đúng không? Nè, cho yeah, cái muỗng nè. Để hồi nấu sao nè. Yeah. Oh! It's okay. Wow, có cái tủ lạnh đẹp quá, chứa đồ ăn này nọ ha. And close the fridge. Okay. And the other ways. Mạnh nó vô. Yeah. Thôi được rồi, vậy cũng được rồi. Oh, oopsie. Sorry. It's okay. Rồi, bây giờ nấu ăn cho mẹ đi, mẹ đói bụng quá. Okay, I need to quick. Bật lửa lên. Bật lửa lên đúng rồi. Chưa thấy sao sao. À đang chỉnh nhiệt độ hả? Rồi. Chưa thấy nó xèo xèo luôn á. Lửa chưa có lớn. Giảm lửa. Rồi thôi được rồi, con nấu đi. Rồi xèo rồi đó. Rồi. Rồi mẹ nghe lửa lớn rồi đó. Ok. Rồi nấu đi. Quay dây dây. Ừ đúng rồi. Hay quá. Thì xào nấu đi. Đúng rồi. Ở trong đây có gì? Có fish đúng không? Có vegetable. Có cá nè. Có rau nè. Có nấu với apple nữa. Hay quá. Rồi chín chưa? Chín rồi. Chín rồi, tắt bếp đi. À. Rồi, bỏ cái chén nè. Múc cái chén đi. Mày đói bụng rồi đó. I don't need, I need this one. Cái dĩa đúng không? Đây, cái dĩa đây. I need another one. Okay, another one. This is, put it there. Rồi, cái, rồi đúng rồi, múc lên cho mẹ đi. Úp, be careful. Nè, mẹ cho cái này nè. Nè, lấy cái này gấp cho nó dễ nè. Thank you. Ờ, ra thương cá ra, đúng rồi, mẹ thích ăn cá lắm. Mẹ cũng thích ăn vegetable nữa nha. Là rau á, đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái đó rau gì á, màu gì á? I don't need this one. I need the soup bread.
Cái này hả? Nè. Không, nè, cái này đúng không? Dạ. Ok, rồi, múc nó ra đi. Wow, trời ơi, ăn cái này có bộ no dữ. Rồi, xong chưa? Yes. Rồi, đưa cho mẹ đi, mẹ đói bụng quá. Ờ, dừng xa này. Dừng xa, dừng xa. Ít rồi, chị. Ok, rồi mẹ lấy mẹ ăn nha. Ok. Thì cho nó giác nha. Ngon quá, rồi, ăn xong rồi. Trời ơi, mà vẫn chưa có no nữa. Bây giờ Chloe, mẹ muốn ăn ếch, con nấu ếch cho mẹ đi. I just gonna put in the fridge. Ok, thôi mẹ muốn ăn ếch á, nấu ếch cho mẹ đi. I just sit ở đây để hết chỗ rồi. Nè, bây giờ Chloe nấu ếch cho mẹ đi. Mẹ muốn ăn ếch á. Nè, bây giờ chiên trứng cho mẹ đi. Mẹ muốn ăn trứng nha, trứng chiên. Rồi, cái món này xong rồi mình để qua bên đây. Ờ, cái này bỏ vô tủ lạnh. À rồi, con bỏ vô tủ lạnh hả? Rồi. Trời ơi, ăn xong mà bỏ vô tủ lạnh nữa. Ăn không hết. À đúng rồi. Ăn không hết cho nên phải bỏ vô tủ lạnh. Đúng rồi, đồ ăn mà ăn không hết thì mình bỏ tủ lạnh để mình bảo quản nha. Hay quá. This is sweet. Yeah, I got it. Rồi, bỏ đồ ăn dư vô tủ lạnh đi. This is a real egg. Ok. Yeah, eggs. Rồi. I need another egg right there. Con cần thêm trứng đúng không? Đây. Trứng thêm đây. Rồi. Put it down there. Ok, bỏ bó đồ ăn dư vô tủ lạnh đi. This. Put it there. This. What? Rồi. Giờ nấu trứng cho mẹ đi. Hay quá. Rồi. Lấy hai tay tách nó ra. Đúng. Đúng rồi. Wow, mẹ thích ăn trứng lắm. Đúng rồi. It came out. It's okay. It's okay. Wow, trứng ngon quá. Cho mẹ thích ăn con tôm nữa, cho mẹ con tôm vô nữa đi. Tôm nè. Tôm. Ừ. Rồi nấu đi. Đóng có cần phải bỏ thêm mẹ thích nấu đồ ăn á, bỏ sữa vô đi. Cho mẹ miếng sữa. Ừ, thích ăn cái sữa lắm. Rồi, nhiêu đó đủ rồi đó. Trời ơi, giỏi quá, nấu ăn giỏi quá. Đúng rồi, mình phải đóng tủ lạnh lại ha, để không thôi là cái hơi lạnh nó sẽ bay ra hết. Đúng không? Mình lấy đồ xong mình phải đóng tủ lạnh lại. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. Rồi bây giờ con nấu ăn cho mẹ đi, mẹ đói bụng rồi đó, mẹ muốn ăn ếch lắm á. Ok. Đó, nó xèo rồi đó, xèo chưa? Ok. Rồi, cái xẻng đâu, đảo đồ ăn lên. Là cái xẻng đâu? Sao bị nhỏ hơn vậy? Ừ. Wow. Rồi, lấy cái xẻng đảo đồ ăn lên. Để không thôi là cái xẻng của con đâu? Cái xẻo. Kia kìa. Đúng rồi. Wow, ngon quá. Okay. Yummy. Chín chưa? Chín chưa dạ?
Đói bụng quá. Okay, no finish. Ok, rồi bỏ cái dĩa cho mẹ đi. Bỏ cái tô cho mẹ đi. Yeah. Cho mẹ cái tô đi. Đây. This is for the Nè, gấp đồ ăn ra. Rồi bỏ ra cái tô cho mẹ nha. Ok. I need this egg. Ok. I got you. Yummy, ngon quá. Ngon quá. Cái này nhiều đủ nha, cái này không hết có hết rồi. Ok, rồi đưa cho mẹ ăn đi, mẹ đói bụng quá. Wow, yummy. Cười nấu ăn ngon quá. Bữa nay cho ăn chín đã luôn nha. Hả? Sao miếng nè. Ok, rồi, ngon quá. Khui lấy nước đá cho Chloe. À, cho ăn xong rồi bây giờ Khui mệt đúng không? Khui muốn uống nước đúng không? Ok, cũng vậy hả? Rồi, con uống gì? What's in there? Cái đó là dim sum á, là mấy cái đồ đông lạnh đó mà, mấy cái bao đồ đông lạnh. What inside? Thì dim sum nè, rồi đâu đưa cho mấy bạn coi dim sum coi. Oh, this see sausage. Wow. Look my finger. Wow. It's okay. Rồi ở trong tủ lạnh mẹ thấy có kem kìa, Chloe lấy kem ăn đi. Wow. Ngon không? Yeah, đừng có liếm ghê lắm, giả bộ thôi. Trời ăn kem gì ghê vậy. Ok, con có khát nước không? Nãy giờ con nấu ăn cho mẹ, con có khát nước không? Khát nước con tự làm nước con uống đi. À, làm đá hả? Tự làm đá. Let me see. Cho mẹ xem với. Oh. Đá nó rớt xuống đâu. Wow. Nó đá rồi đó. I need one more. That's enough. Too much ice. À, muốn thêm đá. Ok. Mẹ đá đi. Làm nước uống đi. Mạnh lên. Wow, trong tủ lạnh Chloe có nhiều thứ á. Có sữa nè, có juice nè, có orange juice nữa nè. Uống sữa hả? Something in the fridge, okay? Không gì nữa. Ủa là wow, ngon quá. À, đã khác chưa? Đã khác chưa? Ngon quá. Ôi cái ly rất là đẹp luôn á. Cái ly Chloe đẹp quá. Ôi bộ đồ chơi đẹp quá, cái tủ lạnh này đẹp quá luôn nha. Wow, vừa nấu ăn rồi bây giờ có tủ lạnh đựng đồ ăn rồi nha. Rồi, coi như là cái buổi review cái tủ lạnh mua ở Funnyland, đồ chơi này Hàn Quốc đến đây là hết rồi. Thì Chloe chào mấy bạn đi, nãy giờ con chơi vui không?
Chào mama, it's Susan to name this channel. Con chào mấy bạn đi. Hẹn gặp lại mấy bạn thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau là Close and to name this channel. Ok, buổi review đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người thích kênh Chloe's Entertainment Channel, hãy đăng ký kênh của Chloe's Entertainment Channel để không bỏ lỡ bất kỳ video review đồ chơi mới nào nha mọi người. Video mới mỗi thứ tư hàng tuần. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ tư tuần sau. Bye bye mọi người đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Say qua đây nè, tiếp tục chơi được. Bye bye mọi người. Ok.